việc mà mình khám phá cái khả năng bản thân này, thay đổi và làm mới mình này, thì đôi khi một trong những cái số mục đích đó thì cũng là để đáp ứng cho những người nghe, những người yêu mến giọng ca của mình. Ví dụ như là ngoài việc mà chị dành tặng những khán giả yêu mến ở trong đất liền này hay là ngoài hải đảo, thì đặc biệt là bộ đội biên phòng, có thể là có người hát thích thể loại này, chị cũng có những bài hát đấy, thích dân gian trữ tình hay ở bất kể loại có những ca khúc để mình đáp ứng chính xác. Nghĩa là khi mà hát giao lưu với anh em bộ đội ấy, thì sau khi mình hát những cái bài về ngành về trường sa, về biên phòng rồi, thì các anh em bộ đội quê ở đâu đó, thì mình có thể hỏi là em quê ở đâu, thì em quê ở Nghệ Tĩnh chẳng hạn, Hà Tĩnh chẳng hạn, thì em lại hát một bài người đi xây hồ kẻ gỗ đấy, thì em ở Quảng Bình chẳng hạn, thì hát Quảng Bình quê ta. Thì đại loại như thế mình cũng phải có đa màu sắc. Đúng để rồi. Mình gửi tặng được cho các anh em bộ đội và khán giả nói chung. Chị, chứ bây giờ ngoài các chiến sĩ hải đảo ra thì em nghĩ chắc chắn là các chiến sĩ ở bộ đội biên giới cũng hôm nay đang xem đấy. Cũng đang xem chị. Hôm nay Khánh Hòa cũng thông báo cho các anh em bộ đội xem đấy. Ôi thế à? Cho Khánh Hòa gửi lời chào đến các anh em bộ đội biên phòng nhé. Không thể gửi lời chào không được. Vừa nãy các chiến sĩ hải đảo chị có nguyên một bài hát chị gửi tặng mà anh bộ đội biên giới mà không có bài nào thì lại là sự thua thiệt. Có chứ, bởi vì là sao, trong thời điểm này anh em bộ đội biên phòng rất là vất vả. Đúng rồi ạ. Thời dịch Covid mà các anh em bộ đội là bây giờ là từ giờ đến Tết là phải nằm gai nếm mật ở trong rừng để chống người vượt biên trái phép. Đó. Việt Nam mình quá tuyệt vời khi mà cả thế giới Covid lây lan như thế, tràn lan như thế mà Việt Nam vẫn rất là an toàn, chị em ta vẫn ngồi với nhau ở đây talk với nhau. Đó thì Khánh Hòa cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là tự hào Việt Nam, và trong đó có công rất lớn của các anh em bộ đội biên phòng. Dạ. Đó, luôn luôn ngày đêm gian khổ ở những nơi rừng núi sâu thẳm như thế. Đó, và Khánh Hòa cũng rất là mong muốn được lên trên biên giới để hát tặng anh em bộ đội, nhưng mà điều kiện chưa cho phép. Vâng. Đó, thì nhân cái chương trình này thì Khánh Hòa nhận lời ngay. Đúng rồi. Nhận lời ngay. Bây giờ mọi người đang chờ chị hát lắm thế này. Nhận lời ngay để mặc dù là chưa không đi đến nơi đâu, nhưng mà Khánh Hòa vẫn có thể hát tặng được các anh em bộ đội. Dạ. Và với tất cả tình cảm và trái tim của mình, mong các anh em chân cứng đá mềm và luôn làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình để đem lại bình yên cho chúng ta, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Bây giờ sẽ là ca khúc nào hả chị? Ca khúc chiều biên giới của Vũ Hiệp Bình. Xin mời anh em. Em gửi chị. Yeah.
Cảm ơn chị rất nhiều.